Xin chào quý khách hàng thân mến của BA. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn rất là đẹp. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED âm trần 7 màu. Đèn này thì nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và có thể đổi màu tự động, một phay màu nhẹ nhàng. Đèn này rất phù hợp cho những không gian sang trọng, như những cái sân khấu trong nhà, những cái sân khấu tiệc cưới, những sân khấu hội họp ở trong nhà hàng tiệc cưới, hoặc là những cái khách sạn 5 sao. Đèn này còn được sử dụng để trang trí cho những cái sảnh, những cái không gian sang trọng, hoặc là phòng khách, phòng nghe nhạc tại nhà rất là đẹp. Như mọi người thấy là đèn thiết kế là nó âm sát trên trần như thế này, nó không phá đi cái không gian sang trọng của căn phòng của mọi người. Dòng đèn này thì đang rất được là ưa chuộng tại Việt Nam. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio công ty BH bên mình. Với dòng loa mình đang sử dụng đó là dòng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.